Xin chào các khán giả của kênh Bình Luận Viên Anh Quân Bóng Đá Việt Nam. Như các kênh khác trên hệ thống YouTube Bình Luận Viên Anh Quân, tôi đều xuất hiện để kể những câu chuyện hay đưa ra những phân tích, những nhận định về những diễn biến nóng hổi nhất của bóng đá. Và với kênh Bình Luận Viên Anh Quân Bóng Đá Việt Nam, video này sẽ là số đầu tiên có sự xuất hiện của tôi với chương trình Tâm Điểm Bóng Đá Việt Nam. Và tại sao chúng ta không cùng bắt đầu series này với trận đấu cuối cùng của Binh Đoàn Rồng Vàng tại Asian Cup? Dù đã chính thức bị loại, nhưng đây là cuộc đối đầu rất quan trọng. Nơi huấn luyện viên Trussier cần gửi đi những thông điệp và ít nhất cứu vãn lại niềm tin đang lung lay nghiêm trọng nơi người hâm mộ nước nhà. Sa thải Trussier, huấn luyện viên Park Hang-seo làm tốt hơn. Bạn đã gặp rất nhiều những bình luận kiểu như vậy sau thất bại của đội tuyển Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, nhiều chuyên gia, thậm chí cả ông bầu của một câu lạc bộ cũng đã có những chỉ trích hướng về phù thủy trắng. Áp lực cực kỳ nặng nề đang đặt lên vai ông Trussier và ông chỉ có đúng 90 phút để chứng minh một điều gì đó. Chỉ cần dạo qua một vòng các trang mạng xã hội, bạn sẽ hiểu huấn luyện viên Trussier đang đối mặt với áp lực lớn đến nhường nào. Nếu có một cuộc khảo sát nhỏ, cá với bạn rằng sẽ có rất nhiều cổ động viên lúc này đang muốn huấn luyện viên người Pháp dừng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ngay lập tức. Một chuỗi những thành tích tệ hại kéo dài từ các loạt trận giao hữu đến giải đấu chính thức đã là quá đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của các cổ động viên nhà. Thất bại trước Indonesia bộc lộ tất cả những gì yếu kém nhất của Binh Đoàn Rồng Vàng vào lúc này. Đó là một lối chơi không được định hình và thiếu đi tính tổ chức. Chúng ta cầm nhiều bóng, chủ động triển khai những đường chuyền nhưng không biết làm thế nào để áp sát khung thành của đối thủ. Thống kê chỉ ra, đội tuyển Việt Nam chỉ dứt điểm 11 lần với 3 cú sút trúng đích. Tình huống nguy hiểm nhất chắc có lẽ là cú sút phạt của Văn Thành được thực hiện trong những phút bù giờ của hiệp 2. Về câu chuyện chuyên môn đã đành, đội tuyển Việt Nam thiếu đi cả tinh thần chiến đấu. Không ít các cổ động viên nhận ra rằng những cầu thủ như Thanh Bình hay Bùi Hoàng Việt Anh đều cảm thấy căng cứng về mặt tâm lý trước những đối thủ cùng khu vực. Tất cả những dấu hỏi về mặt chuyên môn, về mặt con người và cách lên dây cót tinh thần trước trận đấu này đều được đặt ra với huấn luyện viên Philippe Trussier. Đơn giản thôi, ông là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia và phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm cho thất bại. Những sự chỉ trích không chỉ đến từ cổ động viên, nó còn đến từ các ông bầu, các chuyên gia. Trả lời phỏng vấn với VN Express, chuyên gia Vũ Mạnh Hải thẳng thắn đặt ra vấn đề: "Tôi có cảm giác những gì huấn luyện viên Trussier nói hơi mâu thuẫn với những gì ông ấy làm. Ví dụ ông ấy nói không nhìn mặt hay nhìn tên cầu thủ để chọn, chỉ quan tâm người nào có phong độ cao. Nhưng thực sự có nhiều cầu thủ trẻ được ông lựa chọn còn chưa được đá chính ở câu lạc bộ. Dùng họ nhiều sẽ đồng nghĩa với việc lãng phí những người khác." Thậm chí chuyên gia này còn nói thẳng về việc ông cảm thấy bực mình khi đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia, dù trước đó huấn luyện viên Shin Tae-yong đã trải qua 4 trận không thắng mỗi khi đối đầu. Ông tuyên bố huấn luyện viên Trussier là người bảo thủ, bỏ qua yếu tố kinh nghiệm trong những trận chiến lớn như vậy. "Chúng ta sẽ thôi không bàn đến cách dùng người, cách vận hành chiến thuật hay làm tâm lý cho các cầu thủ ra sao. Chúng ta sẽ nhìn trên một khía cạnh khác. Huấn luyện viên Trussier đã quên mất rằng người hâm mộ bóng đá Việt Nam rất yêu bóng đá, nhưng là thứ bóng đá phải mang đến chiến thắng. Những thử nghiệm, những toan tính của ông đều dành cho tương lai, mà ai biết được trong tương lai sẽ xảy ra điều gì. Thứ người hâm mộ cần vào lúc này là chiến thắng, là cảm giác được xoa dịu sau một thất bại xấu hổ trước Indonesia. Sơ sơ là vậy để bạn thấy được rằng vị trí lực gia người Pháp đang phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào trước khi bước vào trận đấu gặp Iraq." Một trong những chỉ trích lớn nhất với huấn luyện viên người Pháp là cách dùng người. Ở trận đấu gặp Indonesia, người hâm mộ tự hỏi những hùng dũng Văn Thanh, Hồ Tấn Tài đã ở đâu khi đội bóng đang rơi vào thế khó. Vậy thì bạn hãy sắm vai Trussier để lựa chọn 11 con người sẽ đá chính trong trận đấu gặp Iraq tới đây. Hãy để lại lựa chọn của mình dưới phần bình luận nhé. Còn sau đây là lựa chọn của cá nhân tôi. Đây là đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gần nhất gặp đối thủ Iraq. Đó là cuộc đấu diễn ra vào ngày 21 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình, nơi chúng ta để thua trong những giây cuối cùng. Ngày hôm đó, huấn luyện viên Trussier đã sử dụng đội hình với sơ đồ 3-4-3, trong đó Thái Sơn và Tuấn Anh là cặp tiền vệ trung tâm, còn Tiến Linh sắm vai tiền đạo mũi nhọn. Chắc chắn vị trí lực gia người Pháp sẽ rút ra những kinh nghiệm cho cuộc đấu này, cũng như lựa tình hình nhân sự cho trận đấu cuối. Ở đó, Nguyễn Philip vẫn sẽ là người chấn giữ khung thành. Sau hai thất bại vừa qua, Nguyễn Philip là điểm sáng hiếm hoi với khả năng làm chủ vòng cấm cũng như phản xạ ấn tượng. Ở hàng thủ, Bùi Hoàng Việt Anh cũng như Phan Tuấn Tài vẫn sẽ là cặp trung vệ. Người còn lại, huấn luyện viên Trussier nên đề cao yếu tố kinh nghiệm và để Duy Mạnh đá chính. Xét trên những hậu vệ mang đến Asian Cup lần này, trung vệ của câu lạc bộ Hà Nội là người dày dạn kinh nghiệm nhất. Trong khi đó, bên hành lang phải, Văn Thanh có thể được trao cơ hội. Trong những phút cuối trận gặp Indonesia, hậu vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công tốt hơn so với Phạm Xuân Mạnh. Ở cánh đối diện, Võ Minh Trọng chắc một suất đá chính.
Trên lý thuyết, cặp tiền vệ Tuấn Anh Thái Sơn sẽ bổ trợ cho nhau ở nhiều yếu tố. Đang có rất nhiều lời kêu gọi hãy để Đỗ Hùng Dũng đá chính trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, dựa vào cách dùng người của huấn luyện viên Trussier, rất có khả năng ông sẽ lại bố trí bộ đôi tiền vệ này cho trận cầu gặp Iraq. Khác biệt sẽ đến ở cao thủ tấn công. Nếu Đình Bắc kịp trở lại, anh sẽ đảm nhận vị trí bên hành lang cánh trái. Đội tuyển Việt Nam cần một mũi khoan phá có sự quyết đoán như tiền đạo này. Tuấn Hải sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công, còn cánh phải sẽ thuộc về Văn Toàn. Cách bố trí này tương đối giống so với trận đấu gặp Iraq ở vòng loại World Cup và cũng là phù hợp nhất với cách lựa chọn nhân sự vào lúc này của huấn luyện viên Trussier. Cơ hội cho những cầu thủ còn lại như Hùng Dũng, Quang Hải hay Hồ Tấn Tài sẽ chỉ đến trong hiệp 2 khi những người được thầy Trussier lựa chọn thi đấu không đạt yêu cầu. Không chỉ riêng huấn luyện viên Trussier, cuộc đấu với đội tuyển Iraq sẽ là cơ hội cuối cùng để nhiều cầu thủ có thể chứng minh năng lực của mình. Chúng ta đang nói đến Quang Hải, đến Văn Toàn hay thậm chí cả Thanh Bình. Một vài người trong số họ chưa được trao nhiều cơ hội. Số còn lại có màn thể hiện đáng thất vọng trong trận đấu gặp Indonesia. Biết đâu với tâm lý thoải mái, họ sẽ để lại một dấu ấn gì đó trước khi khép lại hành trình Asian Cup thì sao? Nhìn lại hành trình đã qua, đội tuyển Việt Nam vẫn để lại một vài điểm sáng nhất định. Một trong những điểm sáng đó thuộc về thủ thành Nguyễn Philip. Trong chiến dịch đầu tiên khoác lên mình chiếc áo đỏ, thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam cho thấy sự chắc chắn cũng như phản xạ xuất thần để cứu thua. Nếu bạn còn nhớ trận đấu gặp Indonesia vừa qua, thủ môn Việt Nam đã bay người cản phá cú đánh đầu của Sandy Walsh trong hiệp 1. Khả năng làm chủ vòng cấm và ra vào trong các tình huống bóng bổng của Nguyễn Philip cũng được đánh giá rất cao. Nhờ thế mà khi Indonesia triển khai những tình huống ném biên như đá phạt ngoài vòng cấm, tất cả đều bị vô hiệu hóa trước đôi tay của thủ môn sinh năm 1992. Ngoài ra, Nguyễn Philip phần nào đó cho thấy được vì sao huấn luyện viên Trussier nhất định phải sử dụng anh trong chiến dịch lần này. Khả năng chơi chân, kỹ năng phân phối bóng của thủ thành đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội giúp các trung vệ có nhiều lựa chọn hơn mỗi khi cầm bóng. Người thứ hai gây ấn tượng trong hai trận đấu vừa qua chính là Bùi Hoàng Việt Anh. Cả hai trận đấu Việt Anh đều được bố trí đá ở vị trí trung vệ thòng, tức người làm nhiệm vụ chỉ huy và quán xuyến hàng phòng ngự khi xuất hiện tình huống nguy hiểm. Trung vệ của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã chơi vô cùng lăn xả và tập trung để hóa giải hết những mối nguy từ đối thủ. Chính Việt Anh là người lao về cản phá cú sút của số 16 Hoki Karaka trong trận đấu vừa rồi. Nếu không có sự xuất hiện của trung vệ này, lưới của Nguyễn Philip chắc chắn đã rung lên và đội tuyển Việt Nam phải chịu bàn thua thứ hai. Không dừng lại ở đó, Việt Anh còn rất cơ động và linh hoạt trong việc triển khai bóng từ phần sân nhà. Trung bình mỗi trận trung vệ này thực hiện 50 đường chuyền với đa số để giữ quyền kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Nếu như Nguyễn Philip hay Bùi Hoàng Việt Anh là những người gây ấn tượng thì sự lựa chọn mang tên Thanh Bình để lại nhiều dấu hỏi nhất cho người hâm mộ. Không chỉ là pha bóng dẫn đến quả phạt đền, trung vệ này thường xuyên tỏ ra thiếu chắc chắn và thiếu đi kinh nghiệm thi đấu. Ở tình huống Lê Phạm Thành Long nhận thẻ vàng thứ hai, Thanh Bình nên có một pha phạm lỗi chiến thuật với đối phương trước đó thay vì đua tốc độ để rồi bị đối thủ qua mặt. Sau hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Thanh Bình đều nhận điểm số rất thấp. Do đó rất nhiều cổ động viên đang hy vọng huấn luyện viên Trussier sẽ sử dụng suy mạnh ở trận đấu cuối cùng để hạn chế những rủi ro mà Thanh Bình có thể đem lại. Ngoài Thanh Bình, những Tuấn Anh, Quang Hải hay Thái Sơn đều chỉ còn đúng một cơ hội nữa để chứng tỏ, để gạt đi những sự hoài nghi từ người hâm mộ. Cuối cùng hãy đến với những phân tích về đội tuyển Iraq. Họ không phải là đối thủ xa lạ bởi chúng ta vừa chạm trán cách đây 2 tháng trên sân vận động Mỹ Đình. Nhưng nhìn vào cách Iraq đánh bại Nhật Bản và giành vé đi tiếp, quả thực đội bóng Tây Á này không phải dạng vừa. Đâu là những gương mặt đáng chú ý và họ sẽ ra sân ở trận này với tâm thế ra sao? Hãy cùng đến với những phân tích ngay sau đây. Chưa cần nói đến chiến thắng của Iraq trước Nhật Bản, đây đã là thử thách cực lớn mà đội tuyển Việt Nam phải đối mặt. Còn nhớ cách đây 2 tháng trên sân vận động Mỹ Đình, đội bóng huấn luyện viên Jesus Casas đã trình diễn một lối chơi áp đảo cả về mặt thể lực lẫn kỹ chiến thuật. Ngày hôm đó, chỉ có sự kiên cường từ các chàng trai áo đỏ mới khiến chúng ta đứng vững ở suốt 90 phút trước khi nhận bàn thua đáng tiếc ở phút bù giờ. Có thể nói đội hình mà huấn luyện viên Jesus Casas tung ra trước đối thủ Nhật Bản chính là đội hình tối ưu nhất của Iraq vào lúc này. Trước ứng viên số 1 cho chức vô địch, Iraq cũng thể hiện được những gì được coi là tinh túy nhất của họ. Đầu tiên phải kể đến thứ vũ khí không chiến. Cần biết Iraq là đội sở hữu chiều cao trung bình tốt thứ 3 ở giải đấu này, chỉ sau Iran và Trung Quốc. Nó đã được phát huy tối đa sức mạnh trong cuộc đối đầu với Nhật Bản, với cả hai bàn thắng đều được ghi từ những pha không chiến. Ở cuộc đối đầu đó, Iraq ép Nhật Bản phải đưa bóng xuống biên, chứ không thể triển khai lối đá ban bật trung lộ như thường thấy. Và khi Nhật Bản buộc phải tạt bóng cũng là lúc họ rơi vào cái bẫy đã được Iraq giăng sẵn. Vì nếu nói về không chiến, đội bóng này không ngại bất kỳ một đối thủ nào. Thứ hai là tính kỷ luật và tinh thần thi đấu rất tốt của cầu thủ Iraq. Trước Indonesia, đoàn quân huấn luyện viên Jesus Casas không hề nao núng khi bị đối phương gỡ hòa. Họ bình tĩnh triển khai thế trận, bình tĩnh tận dụng từng cơ hội và bàn thắng đến là một điều tất yếu. Còn trước Nhật Bản, Iraq không hề phòng ngự co cụm,
họ chấp nhận nhường đất cho đối thủ và chỉ tung ra những tình huống phản công. Đội tuyển Nhật Bản cầm bóng tới 70%, tung ra đến 15 cú dứt điểm nhưng chỉ có 2 trong số đó đi trúng đích. Những con số ấy nói lên khả năng chịu áp lực cũng như sự kỷ luật trong hệ thống phòng ngự của Iraq. Có quá nhiều những ngòi nổ nguy hiểm bên phía Iraq, nhưng nếu được chọn, rất nhiều người sẽ nghĩ đến Muhammad Ali. Chính anh là người đánh đầu tung lưới Đặng Văn Lâm ở phút 90+7 trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam tưởng như đã cầm được một điểm ở trong tay. Cũng chính anh là người ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu gặp Indonesia từ một tình huống tận dụng tối đa sai lầm cố thủ áo đỏ. Iraq vốn nổi tiếng nhờ nền tảng thể lực cũng như tốc độ đáng nể, và Muhammad Ali là ví dụ rõ ràng nhất. Khả năng cao tiền đạo số 10 sẽ được điền tên trong trận đấu cuối cùng của đội tuyển Iraq tại vòng bảng. Do đó, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam cần phải cẩn thận trước một mũi tấn công mang sức mạnh toàn diện như Muhammad Ali. Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày 21 tháng 1 tới đây. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của binh đoàn rồng vàng ở Asian Cup và cũng là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Trussier loại bỏ những hoài nghi. Bất luận thế nào đi chăng nữa, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ nhận được những sự cổ vũ từ các khán giả nhà. Hy vọng cầu thủ sẽ có một trận thật hay để không phụ sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Đến đây thì Tiêu điểm bóng đá Việt Nam xin được khép lại. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai lúc 15:30 trên kênh Bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam.